thần võ đại đế, biểu tượng của chính nghĩa và dũng khí. Thần võ đại đế vốn được biết đến nhiều nhất qua tên gọi Quan Công, là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng. Ông không những là một vị tướng mà còn là biểu tượng cao cả của chính nghĩa và dũng khí. Cuộc đời ông là chuỗi ngày phụng sự chính nghĩa và bảo vệ người cù thế, dù ông phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt. Vì thế người đời tôn vinh và thờ phụng ông như một vị thần. Quan Công được ngưỡng mộ vì lòng trung thành và sự kiên định với chính nghĩa. Trong những câu chuyện lịch sử và huyền thoại, Hoàng Thánh luôn đứng về phía công lý, bảo vệ người yếu thế và chiến đấu không mệt mỏi, chống lại sự bất công. Ngay cả khi đối mặt với những thách thức lớn và hiểm nguy, ông cũng dùng tư thế kiên định mà đối mặt. Dũng khí của thần võ đại đế được biết đến với sự dũng mãnh và uy lực trên chiến trường, nắm giữ các phẩm chất và kỹ năng chiến đấu xuất sắc, từ sử dụng vũ khí đến chiến thuật và tinh thần chiến đấu. Qua tinh thần bất khuất và lòng dũng cảm trước mọi khó khăn, câu chuyện về Quan Thánh đã mở rộng vết thương để hứa tốn các khối u mà không hề nhíu mày, là minh chứng cho sự dũng cảm phi phàm. Thần võ đại đế mãi là biểu tượng cao cả của lòng can đảm và chính nghĩa, một tấm gương sáng cho muôn đời về phẩm chất cần có của một người hùng. Tên tuổi và đức tính của ông còn mãi in đậm trong tâm trí những ai trân trọng giá trị nghĩa hiệp và dũng khí.